Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì đây chính là cái chiếc Winnie X của mình từ đó đến giờ, một con Winnie X version 2 đó. Thì đây chính là cái đầu của nó ha. Thì hôm nay sở dĩ có cái clip này á, là cái hôm nọ mà mình đi cái tour Tà Đùng á, đây là mình đã bị ngã xe, cho nên là cái miếng nhựa này nó nứt nè, rồi những cái ngàm của nó không có còn chắc chắn nữa. Thế nè, cái này là mình gá đỡ lên rồi đó, bây giờ cái này là nó bung ra hết rồi, cái ngàm này nó bị bung hết rồi, kiểu như bị ngã cái nó bị gãy ngàm luôn đó. Bên đây cũng vậy nè, đó, nó hở ra quá trời luôn, giờ không có cách nào gắn vô đây được á, nó bị lệch ngàm hết rồi đó. Cho nên là hôm nay mình sẽ thay một cái đầu của Winnie X V3 luôn đó. Thì đây là cái thùng mà mình đặt nguyên cái bộ đầu của Winnie X V3 này, mình đặt trên Shopee ha. Nguyên một bộ của nó là gồm một cái dàn nhựa trước nè đó. Cái này là ốp nhựa bợ sao đó, đây nó kêu là nắp sao tay lái, có cái mã chính hãng Honda luôn ha. Cái này là một cái phần nhựa bóng á. Đây. Còn cái này là cái mão. Cái mão của Winnie X V3. Đây là bộ ốc để mình lắp. Đây. Thì cái đầu của Winnie X V3 nó sẽ lắp vừa plug and play cho chiếc Winnie X V2 luôn, không cần phải chế cháo gì hết trơn á. Từ vị trí ốc cho đến cái cách gắn y chang nhau hết. Thì có ở đây á là mình đã làm một cái công tắc tắt máy tạm thời và một cái công tắc mở đèn, cho nên là bây giờ mình sẽ tiến hành khoét thêm cái phần này và cái phần mà tay thắng của mình nè. Đó, do cái này là tay thắng đồ chơi tay Racing Boy, mình phải khoét thêm một chút nữa để nó không bị cấn. Cái này là do mình khoét hơi xấu ha, mình tự khoét ở nhà cho nên xấu quá rồi. Giờ mình sẽ ráng khoét lại cho đẹp luôn. Ok, bắt đầu thôi. Thì cái việc mà tháo cái dàn đầu của chiếc Winnie X V2 này nó cũng khá là dễ thôi chứ không gì á. Thì đầu tiên là các bạn gỡ hai cái kiến chiếu hậu ra ha, rồi mình sẽ gỡ bốn con ốc này. Ở đây có hai con ốc bấm, rồi ở trên đây nói chung là mình cứ lần nó ra hết à. Ở trên mạng thì đã có rất có nhiều clip là để hướng dẫn mở cái dàn đầu này ra rồi, cho nên là chắc cái đầu này là mình sẽ tua nhanh. Nhớ kiểm tra coi ở đây nó có cái cục cao su không nha, nếu chưa có thì nó nằm ở đây nè, nhớ lấy lại chứ không thôi là mất nó.
đây thì sau một hồi là mình đã gỡ được hết mấy công tắc ra hết rồi. Đây là cái đầu của Winnie V3, mình sẽ bật ra. Đó. Thì ở cái phần mà công tắc zin á, đó đây là cái nút đèn pha, đèn cót nè. Này là nút còi, cái này nút xi nhan. Đó, bên đây là nút đề. Có phần bên đây là mình phải khoét thêm hai cái nút nữa. Đó. Đây, do là cái cũ là mình đi một cái công tắc lắp máy tạm thời với một cái này gọi là cái gì đó, à cái công tắc đèn, tắt mở đèn đó, cho nên giờ mình sẽ khoét thêm hai cái này nữa. Y chang nhau, không khác nhau như vậy đó. Mình sẽ lấy dấu để khoét ha. Ém vô rồi xong mình sẽ dùng một cây viết lông mình đánh dấu. Giờ mình sẽ dùng viết lông để mình ướm lên lấy dấu cái này ha. Giờ tới cái nút tắt máy sẽ cho nó nằm ở trên đây. Rồi bây giờ là sẽ tiến hành khoét nhựa. Cái này là cái công đoạn này là cần một chút sự khéo léo nha. Đây là thành quả nãy giờ của mình, mà có điều do mình không quen sử dụng cái máy này á đó, cho nên là nó bị lem mấy cái đây, nó bị chạy mấy cái đường này, nên là chắc cũng không sao, phải xấu chút xíu ở đây thôi. Đó, mình đang khoét theo được rồi. À, giờ tới cái nút tắt đèn này nữa, ráng khoét cho đẹp. Bây giờ mình sẽ gắn các cái công tắc vô. Nãy giờ mình mới vừa khoét ở chỗ tay thắng với chỗ bình dầu nè. Giờ mình sẽ lắp vô. Phần trên đây là lắp xong rồi nè. Chưa. Đây là mình gá vô thử nha, mình chưa có gài ngàm vô. Đây. Đó. Có vẻ đó, bây giờ mình cái chỗ này mình khoét bắt đầu thấy là nó vừa cái chỗ cái tay thắng rồi nè. Ok rồi nè. Giờ mình sẽ gài vô bắt ốc vô. Đây thì ở trong bộ là nó có bốn cái khoen này nè. Khi người ta bán hàng người ta sẽ cho mình bốn cái khoen này, mình sẽ gá bốn cục vô đây. Đây là cái mẫu đen của nó nè. Mình sẽ lọt ra. Và trong cái bộ đó người ta cũng sẵn cho mình bốn con ốc luôn. Đây. Giờ mình sẽ lắp cái mão vô. Đó, nó sẽ nằm như thế này. Bốn con ốc là ở bốn cái khoen hồi nãy mà mình gắn vô. Cái cách lắp mão này nó khác với cái cách lắp mão của Winner V2 ha.
Win XV2 thì Win XV2 là mình gắn vô hết, xong rồi mình mới gắn cái mão. Còn cái này là mình gắn cái mão vô trước, rồi mình mới lắp cái nhựa đen che lại. À, đây nó phải có hai cục cao su giảm chấn này nè. Đó, giờ mình sẽ gài vô trong cái ngạnh này. Nó nằm ở trong bộ cũ luôn. Không có hai cục cao su này là nó rung rè 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 khó chịu lắm. Công nhận Honda thiết kế cái đời này là nhiều ngàn gài dễ sợ luôn. Rồi, vô hết rồi. Ok. Rồi, ở khúc này có hai cái lỗ nè, mình sẽ bắt hai con ốc vô. Còn bạn nào mà nếu mà không rành á thì thôi đem ra tiệm hoặc đem ra hit. Đem hit mua nguyên bộ này rồi nhờ người ta lắp luôn. Mình thích chơi tại nhà vậy nè. Tự mua đồ về, tự chơi, tự ráp, tự mày mò. Khi nào mà cái gì mà khó quá mà màu hoài không ra thì mình phải nhờ tới thợ phá cho banh đi, mình sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đâu mất mát gì đâu. Ok, này hai con ốc rồi, xong rồi, xong. Đây là mình đã hoàn thiện lắp hoàn chỉnh lên hết rồi nè. Đây, gương rồi đỡ điện thoại lắp hết rồi, hoàn chỉnh rồi. Đây là dàn đầu của Winix V3 lắp cho V2, lắp như zin luôn, không cần phải chế cháo gì hết. Mình cứ bắt những cái lỗ ốc theo y chang zin, không khác gì Winix V2 chứ hết. Đó. Nhưng mà xong mình đánh giá cao cái dàn đầu của Winix V3 này ha. Đó thì ở phía trước nè, bốn cái con ốc bắt mão nó đã được dọn gọn vô trong giống hồi nãy các bạn coi á. Rồi sau này á, khi mà ví dụ như mình có muốn gỡ ra để mình làm cái gì ở trong á, thì gỡ cũng rất là nhanh luôn đó. Thì theo như mình á, ví dụ như các bạn nào muốn một sự khác biệt một chút á, thì các bạn có thể lên cái đầu thôi cũng được. Thì cái đầu của Winix V3 này á, mình mua ở trên Shopee, một bạn bán khoảng 590.000 luôn, ship luôn. Rồi nếu như bạn nào mà gần ở khu vực Hồ Chí Minh, bạn nào gần shop thì có thể ghé qua shop đó để người ta gắn giùm luôn cũng được. Có bao gồm luôn ốc. Nói chung là người ta sẽ bán cho bạn nguyên một bộ, là mình sẽ đem về là cái việc gắn thôi, bắt ốc vào gắn thôi. Dễ ẹt à, không có gì hết trơn á. Như mình tự làm ở nhà luôn, là mình thích làm ở nhà, mình làm ở nhà luôn. Đó, mình không cần phải đem ra tiệm gì hết. Theo như mình á, mình tại vì mình thích cái dàn áo của Winix V2 hơn là Winix V3. Mình chỉ thay cái đầu thôi, sẵn tại vì cái đầu V2 của mình là nó bị vỡ, nó bị nứt giống như nãy mình nói á. Đó, mình thay luôn cái dàn đầu hết luôn. Rồi, thôi video này mình xin kết thúc tại đây. Nếu như các bạn thấy hay nhớ cho mình một like, một share, một subscribe. Cảm ơn các bạn. Bye bye.